tiền mà có tiền lại 8 tiền rồi thì nó bán 8 tiền rồi. Nó bảo cháu ấy lấy lên. Nhắn ạ. Đâu nhắn lắm. Bao nhiêu tiền một ký? 10. Ôi, già quá nha. Già đâu mà già. Quá rừng là già đúng không? Già quá. Già quá. Bà có phải để cháu đào đạc không bà nhà đấy nhá. Đấy, 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 cậu đi sang mai ra sớm. Năm mai đang chờ các chúng dân. Để đi ăn cơm. Sao phải nó bằng cái gì vậy? Thế là phải giảm giá không biết nhỉ.